TNT xin chào tất cả anh em mới đến với kênh của mình. Thì cũng rất lâu rồi mình chưa làm video, thì cũng có nhiều anh em cũng nhắn tin trên kênh YouTube hay là Zalo và Messenger là hỏi sao mình không làm video nữa. Thì mình cũng có trả lời là tại vì ở quê thì hàng nó cũng rất ế anh em, nên là cái công việc thì nó cũng bị nhiều qua lại của mấy con đó, nên là mình không có làm video. Với dạo này mình làm hay đi làm gia công cho mấy anh em thợ đó, thì như cái tháng này mình làm cho anh em thợ ở dưới biển đây. Ở đây nè, nó có đường ở quê đây. Ở quê thì nằm ở dưới đường biển chứ không có đường lộ. Đó thì mình đi làm gia công cho nó, tại vì đây cũng được ngày được mấy trăm anh em. Đó. Ở quê thì giờ tầm 15 người lớn nhất. Đó mình cũng qua mới làm có 15 người ở đây. Đó. Đó 10 người. Lúc nào cũng có quán con 3 người đây. Đó thì ở dưới đây những motor này mình quán hết đây. Thì mà lúc trước thì mình có nhận đem về nhà, nhưng mà tại vì máy này hàng gấp quá nên là mình xuống mình làm tại chỗ luôn. Đây nè, nó nguyên cái đống này mình làm hết đây. Hôm mai thì bắt đầu mình làm con 7 rưỡi này. Tại vì có rất nhiều anh em cũng yêu quý mình nên là cũng hỏi là tại sao không làm kênh nữa, họ có bỏ anh bỏ kênh hay sao. Nhưng mà thật chắc là mình ở quê thì cũng sẽ đi sẽ lại cũng những con ngàn tư được không anh em, bơm nước rồi, nên là mình cũng không có làm video nhiều đó, nên thì mình cũng làm ít làm video lại. Đó thì mình cũng cảm ơn những anh em yêu quý mình theo dõi kênh và đã có những là hậu thăm. Thì mình để có số cố gắng những làm những cái động cơ mới lạ cho anh em tham khảo. Đó, những động cơ ngàn tư này thì mình làm nhiều quá rồi, nên là mình cũng không có thể làm đi làm lại những con như thế được. Đó. Hôm trước mình có gặp một con rất là bị trục trặc, rất là khó gặp, định quay video anh em mà quên mất. Đó, nhiều anh em gặp trường hợp mà chạy nó không tải bình thường, mà khi vô tải nó tính 100, 200, 300 con có 10 ngựa thôi nè. Đó thì có gì mình liên hệ với mình sẽ hướng dẫn mình giải quyết giùm cho. Thì mình gặp thì mình sẽ giải quyết giùm cho anh em. Đó thì những anh em nào yêu quý mình thì có thể theo dõi những video cũ của mình đó, và chia sẻ cho để anh em đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Thì mình sẽ cố gắng làm những cái video hay và lạ cho anh em tham khảo. Em hôm nay đúng ngay dịp cuối tuần luôn, thì ông anh cũng đãi anh em nhậu. Đó, anh em điện cơ rồi anh em điện nhà đây. Đó. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha. Mình xin tạm dừng video. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.